Ngẫm lại mới thấy Vbiz có một vài người nổi tiếng cơ hội dễ sợ, cứ thấy idol K-pop dính scandal là bám vào câu view. Sân si với sao quốc tế từ lâu đã là đặc sản ở làng giải trí Việt, nhưng trào lưu này còn có xu hướng biến tấu thành hành động ký sinh, ăn bám, tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng việc lợi dụng scandal của những idol K-pop mà dưới đây là những đại diện tiêu biểu. Quế Vân, cách đây hơn nửa tháng, Quế Vân bất ngờ gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi dòng trạng thái như sau. Mình kể cho cả nhà nghe một câu chuyện cách đây 8 tháng bên Hàn Quốc. Tự nhiên, mình nói với mấy đứa em là một năm sau, Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ ly hôn. Lúc đó họ mới cưới nhau rất hạnh phúc. Không hiểu lý do gì mà mình lại đoán và nói như vậy. Cho đến hôm nay nghe tin này, mình hơi hoang mang về mình. Chả lẽ mình đoán trước được tất cả sự việc. Đáng chú ý, status này được Quế Vân viết ra giữa thời điểm báo chí chung liên tục đưa tin về việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo có nguy cơ ly hôn do Big Boss ngoại tình với bạn gái của vợ, trong khi các fan cố gắng không tin vào sự thật, thậm chí còn tìm kiếm bằng chứng cho thấy cặp đôi vẫn rất mặn nồng, thì phát ngôn của Quế Vân lại không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Ở showbiz Việt, Quế Vân vốn có tiếng là hay sân si với đồng nghiệp, ngay cả với những người không hề liên quan. Ở tình huống này cũng vậy, biết là câu nói của mình vô thưởng vô phạt, thế nên cô chẳng ngần ngại dùng nó để được thêm một lần lên mặt báo sau chuỗi ngày sóng mờ nhạt. Nhưng điều nực cười là người trong cuộc thì chưa lên tiếng xác nhận, Quế Vân đã khẳng định như bản thân là nhà tiên tri. DJ Huy DX. Huy DX từng có cơ hội gặp gỡ Sun Ki trong một lần em út Big Bang về Việt Nam. Tại đây cả hai có cơ hội chơi nhạc chung, nhưng chắc hẳn mối quan hệ chưa đến mức thân thiết. Thế nhưng trước scandal đang rung chuyển cả làng giải trí của Sunray và nhóm bạn, Huy DX lại tỏ ra hứng thú mà ủng hộ gà cũ nhà Ziggy về Việt Nam hoạt động bằng lời kêu gọi về Việt Nam chơi nhạc cho thoải mái, ở đó làm gì cho bọn nó ném đá em ơi. Phía dưới phần bình luận, anh tiếp tục cổ suý lối sống buông thả của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước hiện nay, khi khẳng định những tội danh mà Sunray đang mắc phải còn ít đó. Thấy chơi thế còn ít đó mà cũng có cái gì đâu, bên kia gớm thật. Những lời cợt nhã khó có thể chấp nhận được của Huy DX về scandal của Sunray. Lẽ đương nhiên, DJ Huy phải nhận gạch đá thay cơm ngay sau phát ngôn thiếu não của mình. Nhưng bên cạnh đó cũng có người cho rằng, vì đã quá quen với cuộc sống thác loạn như vậy, nên bạn trai Lu Daily tỏ ra rất đồng cảm với cựu thành viên Big Bang. Only C cũng liên quan đến chuyện Sunray tuyên bố giải nghệ vì loạt scandal nghiêm trọng. Trước Huy DX, Only C là nghệ sĩ Việt đầu tiên công khai ủng hộ việc Sunray rời khỏi K-pop. Lý do được anh đưa ra là không làm nghệ sĩ nữa càng tốt, vì Sunray là thiên tài ngoại giao và quan hệ xã hội. Càng là nghệ sĩ nổi tiếng càng dễ bị soi mói và luận tội gấp đôi, như vậy là đủ, đến lúc làm kinh doanh rồi. Tuy nhiên, nhiều VIP lại tỏ ra bức xúc trước phát ngôn này của Only C, bởi Big Bang chỉ là Big Bang khi có đủ 5 người. Hơn nữa, tính chất vụ việc mà anh chàng này đang vướng phải không hề đơn giản như việc nghệ sĩ bị phạt vì ăn mặc phản cảm hay hát nhép đạo nhạc. Hòa Minzy, thực tế đã chứng minh Hòa Minzy rất có duyên với các idol K-pop, nhưng vấn đề là toàn nghiệt duyên. Hầu hết những lần Hòa đăng đàn xin lỗi đều có liên quan đến một thần tượng xứ Hàn. Trong đó hẳn các fan nhà SM còn nhớ lần quán quân học viện ngôi sao Nhật cả, mối quan hệ giữa Kai và Crystal ngay tại giai đoạn cặp đôi còn đang mặn nồng tình cảm. Theo đó, trong một đoạn bình luận với Hương Giang Idol từ cuối năm 2016, Hòa Minzy có tự nhận mình là Crystal rồi hồn nhiên nhắc tới Kai. Thực ra chuyện tình cảm của em ngày càng được mọi người ủng hộ, Kai đối xử với em tốt lắm, xa lánh mọi nữ ca sĩ khác chị ạ. À, chị có muốn quay trở lại SM thì nói với em nhé, em sẽ lên gặp boss, chén trà, xong chuyện. Cợt nhã tình cảm của Kai và Crystal chỉ là một trong những lần hiếm hoi Hòa Minzy nhỏ miệng mà bị fan K-pop cho vào tầm ngắm. Nực cười là phải 6 tháng sau, câu nhật cả này của Hòa Minzy mới bị đào mộ và lúc này cô mới bị cộng đồng công kích. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, giọng ca rời bỏ đã phải viết tâm thư công khai xin lỗi fan K-pop, đặc biệt là fan nhà SM. Hòa đã sai, Hòa phải chịu, cho Hòa thật lòng xin lỗi các bạn fan của chị Jessica, Crystal, của Kai và xin lỗi rất nhiều nhé. Do Hòa bình luận bậy bạ nên thành ra chuyện như vậy, lời xin lỗi có phần muộn màng của Hòa Minzy. Cứ động đến K-pop, đa phần sao Việt đều nhận gạch đá, nhưng không hiểu sao Hòa Minzy vẫn chưa rút được chút kinh nghiệm nào cả. Lâm Vĩ Dạ lên tiếng về tin đồn tham gia một vai diễn khi vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Vua Cà Phê được dựng thành phim. Mạng xã hội bỗng lan truyền bức ảnh về việc Lâm Vĩ Dạ sẽ tham gia một dự án phim về cặp vợ chồng Cà Phê Trung Nguyên. Trước tin đồn này, diễn viên Lâm Vĩ Dạ đã lên tiếng.
Mới đây trên mạng xã hội bỗng lan truyền bức ảnh được cho là Lâm Vĩ Dạ sẽ tham gia một dự án phim về cuộc ly hôn nghìn tỷ của cặp vợ chồng cà phê Trung Nguyên. Tin tức này ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao bởi câu chuyện về cuộc ly hôn đình đám của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang được quan tâm trong suốt thời gian qua. Theo tin đồn thì Lâm Vĩ Dạ sẽ thủ vai vợ một chủ tịch có tài sản nghìn tỷ, bám sát hình ảnh của bà Thảo, vợ vua cà phê Trung Nguyên. Rộ tin đồn Lâm Vĩ Dạ sẽ đảm nhận vai diễn khi vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên được dựng thành phim. Trước tin đồn này, Lâm Vĩ Dạ lên tiếng chia sẻ, vai này có trả em nghìn tỷ em cũng không dám nhận. Chuyện gia đình nhà người ta mình chỉ mũi, kiểu này thất đức lắm, huống gì nhà em hai đứa con trai nhờ đức mẹ hết. Thiệt tình không dám, không dám, tội lỗi vô cùng, vợ chồng em đi lên bằng năng lực và sự yêu thương của anh em khán giả, chứ không có bú cái gì gì đó à, cái phim gì đó dơ lắm à. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ có cho nghìn tỷ cô cũng không dám nhận vai diễn trong dự án phim liên quan đến vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên. Trấn Thành tự tin sở hữu chiều cao hơn Trường Giang nhưng đứng cạnh siêu mẫu vẫn chỉ một mẫu. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng Trấn Thành vẫn bị rơi vào trường hợp dở khóc dở cười khi đứng cạnh đồng nghiệp cao kiều, Trường Giang còn bị dìm thảm hơn. Trường Giang và Trấn Thành là hai trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt, sở hữu tài năng diễn xuất vượt trội. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ luôn là tâm điểm của khán giả. Tuy nhiên, không ít lần hai nam danh hài bị dìm hàng bởi chiều cao khiêm tốn của mình khi xuất hiện chung với các nữ đồng nghiệp. Đứng cạnh người đẹp Trương Thị Mai, Trấn Thành lộ rõ chiều cao khiêm tốn của mình. Càng thê thảm hơn cho nam MC khi đứng cạnh Á hậu Thanh Tú. Trong một chương trình khác, nam diễn viên hài có chút lúng túng nhẹ vì chiều cao khủng của nàng hậu. Á hậu mâu thủy cúi đầu mà Trấn Thành vẫn chưa thể cao bằng. Harry Won đi giày cao gót thì Trấn Thành cũng phải xin thua, nam danh hài chỉ đứng đến tai vợ mà thôi. Trấn Thành đi giày độn mới có thể cao hơn vợ mình. Tuy nhiên, vợ chồng Trấn Thành Harry Won vẫn là một cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt hiện nay, bởi vẻ ngoài nam nữ thanh tú trông rất xứng đôi. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67, Trường Giang không ít lần bị hạ bệ bởi nhiều mỹ nhân chân dài tới nách. Minh Hằng có thể để tay lên vai Trường Giang một cách dễ dàng. Đứng cạnh người mẫu My Lê, Trường Giang cũng chỉ biết chấp nhận số phận, chứ không thể làm gì được để vớt vát. Lan Khuê cũng không chừa cho Trường Giang chút mặt mũi nào khi đã cao lại còn diện đôi giày lên khênh khi đứng cạnh anh. Khánh My phải đứng khuỵu chân để bằng Trường Giang. Cẩm Ly cũng phải ra sức phối hợp khuỵu đến trèo cả chân. Nhã Phương chỉ cần đi giày cao gót một chút xíu là đã có thể nhịn hơn ông xã. Dù Trường Giang sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng cặp đôi vẫn có một mảnh cưới đẹp xuất sắc. Gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận trong lúc thiền, Phi Thanh Vân ngạc nhiên khi đàn anh vẫn dùng smartphone lướt Facebook hàng ngày. Sáng nay trong lúc thiền chập chờn lại gặp anh trai Minh Thuận. Ôi đây là hình anh mà, sao anh làm Photoshop được đẹp và lạ quá vậy? Anh chỉ cho em phần mềm đi, Phi Thanh Vân kể. Mới đây Phi Thanh Vân chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ của mình trong lúc thiền vào sáng sớm. Giọng ca da nâu cho biết cô đã gặp Minh Thuận, cố nghệ sĩ tài hoa nhưng yểu mệnh ra đi năm 2016 khi mới 47 tuổi. Trong giấc mơ của Phi Thanh Vân, nam diễn viên xấu số đang có cuộc sống bình yên cùng một người bạn nam trong hang động đẹp. Điều lạ là ở nơi cũ tuyền, cố nghệ sĩ Minh Thuận vẫn dùng điện thoại smartphone và lướt Facebook, gặp lại nhau nữ diễn viên cô gái xấu xí, được đàn anh cho xem những chia sẻ hàng ngày. Nhìn loạt ảnh đẹp của Minh Thuận, Phi Thanh Vân trầm trồ ngưỡng mộ và xin đàn anh bí quyết để chỉnh ảnh sống ảo. Sáng nay trong lúc thiền chập chờn lại gặp anh trai Minh Thuận, Vân thấy mình vào trong một hang động rất lớn và đẹp. Anh ở trong đó cùng một người bạn nam, anh sống khá nhẹ nhàng và giản dị. Lạ một điều là anh cũng dùng smartphone, anh khoe Vân những hình ảnh đăng tải mỗi ngày. Nhưng khi Vân cầm lên xem thì lạ thay, đó toàn là hình bóng một người đang bay trên trời mây rất đẹp và ma mị làm sao. Ở đây là hình anh mà, sao anh làm Photoshop được đẹp và lạ quá vậy? Anh chỉ cho em phần mềm đi, rồi giấc mơ ấy biến mất. Vân chập chờn quay lại vào cõi thiền định của riêng mình, họ Phi kể. Trong giấc mơ, Phi Thanh Vân cũng gửi lời cảm ơn cố nghệ sĩ Minh Thuận vì nhờ có anh giúp đỡ, cô mới được casting vai Phương Trinh trong Cô Gái Xấu Xí, để rồi từ đó có được thành công hiện tại. Đúng là khi tâm thức đang nửa mê nửa tỉnh, vào cõi vô thức, não ta có thể bắt được các tần sóng âm. Có lẽ vì đêm qua lúc 1 giờ 35 phút,
Sáng Vương còn xem hình ảnh qua các bài báo cũ từ năm 2008 về hậu trường phim Cô Gái Xấu Xí và đăng hình ảnh cùng các anh chị bạn diễn lên Facebook cá nhân. Trong tâm niệm cũng nghĩ về anh trai nên sáng nay khi thiền định anh đã cho Vân gặp anh. An nghỉ an nhiên an lành trên cõi trời Phật anh trai nhé. Em gái cảm ơn anh về tất cả. Không có anh thì em đã không được casting vai Phương Trinh trong phim Cô Gái Xấu Xí và thành công như ngày hôm nay. Vĩnh biệt anh trai Minh Thuận. Ninh Lâm Caro, giọng ca da nâu nhắn gửi. Phi Thanh Vân và Minh Thuận có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng đóng chung phim Cô Gái Xấu Xí. Phi Thanh Vân vào vai Phương Trinh, trong khi cố nghệ sĩ Minh Thuận vào vai Ninh Lâm Caro. Phương Trinh trong Cô Gái Xấu Xí là vai diễn đầu tiên ghi dấu ấn lớn sân điện ảnh của Phi Thanh Vân. Thành công của bộ phim giúp chân dài làng mẫu tự tin chuyển hướng sang phim ảnh. Cô có cơ hội góp mặt trong nhiều phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Kính Thưa Oxin, Thẩm Mỹ Viện, Cô Dâu Đại Chiến, Long Rùi. Về phía Minh Thuận, nam diễn viên thành công với nhiều vai diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không may mắn khi ra đi vì mắc bệnh hiểm nghèo, dù đời còn xanh, tuổi còn trẻ.